nóng, bắt khẩn cấp cựu phó phòng cục cảnh sát hình sự bảo kê sòng bạc ở Nha Trang. Mến chào quý khán, thính giả đang theo dõi trên kênh Sách Nói Minh Triết. Quý vị thân mến, cuộc chiến chống tham nhũng, chống suy thoái và diễn biến hòa bình vẫn sẽ tiếp diễn trong mặt trận này. Chúng ta đã quá quen thuộc với hình ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm hiện nay đã là Chủ tịch nước, đã chỉ đạo điều tra, làm rõ một loạt các vụ án có liên quan đến nhiều các bộ, từ trung ương đến cao cấp, như là vụ án xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam liên quan trực tiếp đến Ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng, vụ án xảy ra tại Tập đoàn Truyền thông Mobifone liên quan đến Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn, hay vụ án chuyến bay giải cứu và vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á có liên quan đến nhiều cán bộ cấp cao, lãnh đạo nhiều địa phương và một số tướng lĩnh, hay các vụ đại án như Vạn Thịnh Phát, Tân Hoàng Minh, FLC, AIC, v.v. Không chỉ chống tham nhũng, tiêu cực ở Trung ương, các bộ, ngành trong hệ thống cơ quan nhà nước, mà ngành công an tập trung chống tham nhũng, tiêu cực ngay cả trong nội bộ. Để làm được điều đó, thì phải sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, nâng cao ý thức và làm trong sạch nội bộ. Cụ thể, 27/5, cựu cán bộ công an hùn vốn mở sòng bạc ở Nha Trang và tham gia vào bảo kê chuẩn bị hầu tòa. Dự kiến vào 5/6 tới đây, Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa sẽ mở lại phiên tòa xét xử 18 bị cáo trong vụ đánh bạc, tổ chức đánh bạc, đưa hối lộ và nhận hối lộ liên quan đến một sòng bạc ở thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Liên quan đến vụ án này, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã phát hiện một cán bộ thuộc Bộ Công an, cơ quan phía Nam, nhận tiền để bảo kê cho sòng bạc nêu trên. Cán bộ này sau đó đã bị bắt tạm giam một thời gian để điều tra, sau đó được thay đổi biện pháp ngăn chặn là cho tại ngoại và cấm đi khỏi nơi cư trú. Cụ thể, từ 2017 đến giữa 2020, Nguyễn Minh Hải và một số người góp vốn đã mở 10 bàn chơi poker tại Nha Trang Biker and Poker Club ở khu vực khách sạn C30 Nguyễn Thiện Thuận, nằm trên đường Nguyễn Thiện Thuận, thành phố Nha Trang. Tới 9/2020, Nguyễn Minh Hải có thông tin về việc Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an đang có kế hoạch kiểm tra các địa điểm poker tại Nha Trang. Để thuận lợi cho việc mở sòng bài và không bị các cơ quan chức năng phát hiện, nên đã tìm cách liên hệ với Lường Tiến Quân, lúc đó đang làm phó phòng 4 thuộc Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an, khu vực phía Nam, phụ trách địa bàn tỉnh Khánh Hòa về lĩnh vực phòng chống tệ nạn xã hội để nhờ Quân giúp đỡ. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã kết luận trước khi bị bắt giữ, thì Hải và Long đã chi cho Lường Tiến Quân 420 triệu đồng. Phiên tòa sơ thẩm vụ án này đã được Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa mở vào ngày 23 tháng 5 năm 2024. Tuy nhiên, phiên tòa đã hoãn do vắng mặt hai bị cáo là Lường Tiến Quân và Cao Thanh Thúy. Vắng nhiều người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, và người làm chứng và một luật sư có đơn đề nghị hoãn phiên tòa. Người hiểu biết về pháp luật, người trực tiếp đấu tranh phòng chống tội phạm mà lại xã hội là điều không thể chấp nhận. Chúng tôi, những người tổng hợp chương trình, rất mong chờ kết quả thật nghiêm minh, nghiêm khắc để răn đe, cảnh tỉnh cho những cán bộ biết rõ luật pháp nhưng cố tình vi phạm pháp luật. Còn quý vị mong chờ mức án như thế nào? Hãy để lại ý kiến của quý vị ở phía dưới phần bình luận. Bản án thích đáng cho những kẻ biết rõ luật pháp nhưng cố tình vi phạm. Danh tính của hai nữ công an sử dụng chất ma túy, quý vị thân mến. Vụ việc hai nữ công an sử dụng chất ma túy được phát hiện vào đêm ngày 4 tháng 4 khi lực lượng chức năng đột kích ổ nhóm sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà riêng của Tạ Vũ Trờ, con của một đại gia xây dựng nổi tiếng ở Hải Phòng. Trong số những người bị bắt giữ có hai nữ cảnh sát Bùi Thị Ngọc Bích, cán bộ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, và Vân Anh, cán bộ đội hình sự kinh tế ma túy công an quận Dương Kinh. Lãnh đạo phòng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Hải Phòng cho biết Bùi Thị Bích Ngọc, sinh 1988, trú tại 63 Điện Biên Phủ, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, đã bị đơn vị và tổ chức thực hiện quy trình tước danh hiệu công an nhân dân. Đối tượng Bích đã bị cơ quan điều tra tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Khi bị bắt giữ, Bích là một cán bộ của phòng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Ngoài đối tượng này, Công an thành phố Hải Phòng cũng xác nhận đang thực hiện quy trình xử lý nghiêm minh, tước danh hiệu công an nhân dân đối với nữ cán bộ tên Vân Anh, công tác tại Công an quận Dương Kinh. Căn nhà nơi diễn ra vụ bay lắc là của ông Tạ Vũ Trờ, 46 tuổi, ở khu đô thị cao cấp thuộc phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng.
Ông chờ được biết là con của một ông chủ có danh tiếng trong ngành xây dựng ở Hải Phòng. Vợ ông chờ là Nguyễn Thị Thanh Huyền là một trong ba người bị cơ quan cảnh sát điều tra tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Hiện cơ quan công an đang củng cố hồ sơ, tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý triệt để theo quy định của pháp luật. Hai nữ cán bộ này là những người hiểu biết về pháp luật, người trực tiếp đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy mà lại sử dụng ma túy là điều không thể chấp nhận. Chúng tôi, những người tổng hợp chương trình, rất mong chờ kết quả thật nghiêm minh, nghiêm khắc để răn đe, cảnh tỉnh cho những cán bộ biết rõ luật pháp nhưng cố tình vi phạm pháp luật. Còn quý vị mong chờ mức án như thế nào? Hãy để lại ý kiến của quý vị ở phía dưới phần bình luận. Như đầu 3 phần 2024 cũng đã xử lý vụ án hai cựu cán bộ công an bay lắc trong khách sạn, đã nhận được bản án nghiêm khắc của pháp luật. Mới đây, vào ngày 4 tháng 3 năm 2024, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt Đỗ Trung Hưng, sinh 1991, án 7 năm tù. Lê Anh Tuấn, sinh 1985, với mức án 6 năm 6 tháng tù về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Theo hồ sơ vụ án, khoảng 2 giờ ngày 9 tháng 4 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra phong cách 04 Công an thành phố Hà Nội kiểm tra khách sạn Palermo, huyện Mỹ Đức, phát hiện 6 phòng đang có khách sử dụng ma túy nên đưa 29 người về trụ sở làm việc. Khi đó, phòng của bị cáo Hưng và Tuấn còn có hai cô gái sinh năm 2002 và 2004, tất cả đều dương tính với ma túy. Điều tra xác định vào khoảng 18 giờ hôm trước, Hưng có gọi điện cho Tuấn nói nếu có rảnh thì anh em mình đi chơi. Tuấn đồng ý và nói ta đã có đồ rồi, tức ma túy, thuốc lắc và ketamin. Đến 19 giờ cùng ngày, Tuấn lái ô tô đến trụ sở công an huyện Mỹ Đức đón Hưng. Còn Hưng mang theo loa đèn rồi cùng đi đến khách sạn Palermo. Tại đây, Tuấn bảo nhân viên lễ tân lấy cho một phòng nhỏ và cho mượn thêm một cái đệm. Vào phòng, Tuấn đưa cho Hưng một túi ni lông bên trong có 4 viên thuốc lắc màu xám và một túi ni lông bên trong có một chỉ ketamin để Hưng cầm, còn bản thân giữ lại một viên. Hai người còn gọi thêm hai nhân viên nữ tới để cùng bay lắc đến khi bị lực lượng chống ma túy ập vào và bắt giữ tại phiên tòa. Các bị cáo đều thành khẩn khai báo, bày tỏ thái độ ăn năn hối lỗi, mong hội đồng xét xử khoan hồng. Hội đồng xét xử đánh giá hành vi của các bị cáo gây mất an ninh trật tự. Đặc biệt hai bị cáo Hưng và Tuấn đều là sĩ quan công tác trong ngành công an nhưng lại vi phạm pháp luật, do đó cần phải có những bản án thật nghiêm khắc. Bản án mà bị cáo Hưng nhận được là 7 năm tù, còn bị cáo Lê Anh Tuấn phải chịu là 6 năm 6 tháng tù về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Và chúng tôi rất mong muốn sự nghiêm khắc, nghiêm minh của pháp luật đối với những người biết rõ luật pháp nhưng lại cố tình vi phạm luật pháp. Những quan chức nhận hối lộ và thói ăn chơi xa xỉ chưa từng có ở Việt Nam. Quý vị thân mến, nghĩ đến những thú ăn chơi xa xỉ thì chúng ta sẽ nghĩ ngay đến những đại gia, thiếu gia giàu có. Tuy nhiên, có một số quan chức biến chất tại Việt Nam cũng chẳng kém cạnh những cậu ấm cô chiêu, thiếu gia giàu có về thú ăn chơi xa xỉ. Vậy cụ thể những thú ăn chơi xa đọa đó là gì? Mời quý vị theo dõi ngay sau đây. Thứ nhất, đó là Trung tướng Phan Văn Vĩnh và những cuộc nhậu xa xỉ. Nguyễn Văn Dương khai đã biếu cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh đồng hồ Rolex 7.000 đô và 27 tỷ đồng và biếu cho cựu Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa 22 tỷ đồng và nhiều món quà giá trị khác. Cụ thể, đối tượng này mang rượu và hơn 10 tỷ đến cho Tổng cục Cảnh sát tiếp khách. Trong quá trình điều tra, Nguyễn Văn Dương đã tự thú về việc được hai bị cáo Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa tạo điều kiện cho việc tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet, nên có được rất nhiều nguồn thu từ việc làm trên. Dương đã cho Phan Văn Vĩnh một đồng hồ Rolex trị giá 7.000 đô, 27 tỷ đồng, 1 triệu 750.000 đô, một chiếc áo sơ mi, một lọ thuốc bổ gan. Ngoài cho ông Vĩnh, Dương còn khai cho Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm 700 triệu đồng và một phần mềm diệt virus trị giá 30.000 đô. Đối với ông Nguyễn Thanh Hóa, Dương khai đã cho cựu Cục trưởng C52 12 tỷ đồng. Ông Phan Văn Vĩnh thừa nhận những hành vi vi phạm pháp luật trong việc chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho Nguyễn Văn Dương và đồng phạm thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet trong thời gian cho C50 hợp tác với công ty CNC của Dương. Ông Vĩnh thừa nhận được Dương cho một chiếc áo sơ mi, một lọ thuốc bổ gan, hỗ trợ cho Tổng cục Cảnh sát trong chương trình giao lưu làm từ thiện 1,1 tỷ đồng và một số bữa tiếp khách tại Tổng cục Cảnh sát mà Dương có mặt. Thứ hai, Trịnh Xuân Thanh với những chiếc đồng hồ hàng triệu đô.
Trịnh Xuân Thanh không chỉ nổi tiếng, theo một cách nào đó, về những việc ăn tàn phá hại khi ở Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí, PVC, về vụ việc trốn chạy sang Đức và những phát ngôn bất thường trước tòa. Trong giới doanh nghiệp, Thanh từ lâu đã khét tiếng với những món đồ, cách ăn chơi xa xỉ của mình. Phó Tổng Giám đốc một tập đoàn tư nhân thuộc loại hàng đầu ở Việt Nam, trụ sở tại Hà Nội, có quy mô tổng tài sản lên đến hàng tỷ đô. Trong một lần nói chuyện với người viết bài này khi nhắc tới Trịnh Xuân Thanh cũng phải lắc đầu. Ông này kể, mỗi lần ngồi trong một buổi làm việc với Bộ Công Thương có mặt của cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng. Thanh, loe tên do nhiều người quen gọi Trịnh Xuân Thanh như vậy do tính hay khoe khoang, bốc đồng của Thanh, trông thấy mình đeo đồng hồ, chỉ tay bảo mày đeo cái này. Một chiếc Patek Philippe, làm đếch gì? Cái này, đưa cho bọn lái xe đeo. Ông này cho biết, ông cảm thấy choáng vì chiếc đồng hồ mình đeo cũng là một sản phẩm rất đắt tiền. Có giá lên đến 78.000 đô, tương đương với 1,8 tỷ đồng, là một chiếc đồng hồ ở Việt Nam đã thể hiện được đẳng cấp. Nhưng ông còn choáng hơn khi Trịnh Xuân Thanh cởi chiếc đồng hồ của mình cho xem. Đó là chiếc Patek Philippe Kem Tower 6002G. Đây là phiên bản đặc biệt với vỏ bọc làm từ vàng trắng và những họa tiết điêu khắc, chạm trổ tinh vi hoàn toàn thủ công. Và ở thời điểm Thanh khoe với ông này, 2015, nó đã có giá ở mức 1,7 triệu đô, tức là khoảng 39 tỷ đồng tính theo giá hiện thời. Không chỉ có một chiếc đồng hồ mà giá trị của nó bằng gia tài rất lớn đối với đa số rất nhiều người bình thường khác cộng lại, mà có cả một bộ sưu tập đồng hồ đắt tiền với các hãng khác nhau. Và không chỉ có thú chơi đồng hồ, Thanh luôn đi đầu trong các trò ăn chơi, giải trí khác như Dân Trí đã có rất nhiều bài phản ánh. Thanh có một biệt thự rất đẹp, có giá khoảng 100 tỷ đồng trên đỉnh núi Ba Đảo. Mặc dù ban đầu, về giấy tờ, tòa biệt thự này trên giấy tờ sẽ thuộc về sở hữu của công ty trách nhiệm hữu hạn Mai Phương. Do ông Trịnh Xuân Giới, bố đẻ của Thanh, đứng tên chủ tịch, hiện đã bán cho người khác. Nhưng cơ quan cảnh sát điều tra đã kết luận Thanh đã mua biệt thự này bằng tiền Thanh ép buộc thuộc cấp rút ruột dự án PVTech, dự án 7.000 tỷ đồng bị thua lỗ trong tình trạng gần phá sản. Hiện biệt thự này đã bị phong tỏa mọi giao dịch theo yêu cầu của cơ quan cảnh sát điều tra. Ở chính biệt thự này, người dân Tam Đảo, cũng tên gọi tòa nhà dầu khí hay còn gọi là biệt thự Mai Chi, diễn ra liên miên các cuộc ăn chơi cuối tuần do Thanh tổ chức. Người dân Tam Đảo kể lại, cuối tuần Thanh thường mời bạn bè, quan chức của Thanh đến lên sân golf Tam Đảo chơi golf cả buổi rồi về biệt thự này ăn nhậu. Một người bạn của Thanh cũng cho biết, đã từng tham gia với món nhậu của Thanh thường quái đặt là thủy quái sông Đà dạng cá chê, cá ngạch nặng 10-20kg. Cứ cuối tuần thường có cả đoàn xe biển xanh nối đuôi nhau vào biệt thự nhà ông ấy, một người dân ở thị trấn kể lại với phóng viên Dân Trí. Ngoài biệt thự trên, Thanh còn có hàng loạt các biệt thự, nhà ở có giá trị khác mà cơ quan cảnh sát điều tra đã kê biên, phong tỏa tài sản. Ví dụ như biệt thự của gia đình Trịnh Xuân Thanh ở một khu đô thị lớn Hà Nội, căn hộ ở đường Trần Phú, đường gần bờ biển, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, một xe ô tô Mazda CX-5 và nhiều tài sản lớn khác chưa được công bố. Ngoài tài sản nhà đất, Thanh cũng sở hữu lớn cổ phiếu ở nhiều doanh nghiệp. Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã rà soát, phong tỏa tổng số hơn 50,8 nghìn cổ phiếu do Trịnh Xuân Thanh đứng tên và hơn 17 nghìn cổ phiếu khác do vợ Thanh đứng tên. Với khối tài sản rất lớn như vậy, việc Trịnh Xuân Thanh sở hữu chiếc đồng hồ có giá trị tới gần 40 tỷ đồng cũng là điều dễ hiểu. Thứ ba, ông Trần Đình Thành, cựu bí thư tỉnh Đồng Nai. Ông Trần Đình Thành là cựu bí thư tỉnh Đồng Nai, bị cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an bắt giam về việc điều tra về tội nhận hối lộ liên quan đến vụ án xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai và công ty A và IC. Vợ chồng vị cựu bí thư tỉnh ủy này được cho là chủ sở hữu khu đất rộng hàng nghìn mét vuông với ba mặt tiền ngay tại thành phố Biên Hòa. Ông Trần Đình Thành, 67 tuổi, quê ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, đại biểu Quốc hội khóa 11, bí thư tỉnh ủy Đồng Nai hơn hai nhiệm kỳ từ 2004 đến 2015. Trước khi giữ chức vụ bí thư tỉnh ủy, ông Trần Đình Thành từng giữ chức vụ trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, phó bí thư tỉnh ủy Đồng Nai. Tại Đồng Nai, ông Trần Đình Thành nổi tiếng hơn trong giới cây cảnh. Vợ chồng cựu bí thư tỉnh Đồng Nai sở hữu khu đất rộng hàng ngàn mét vuông với ba mặt tiền ngay tại thành phố Biên Hòa. Bên trong khu vườn rộng lớn này có các công trình xây dựng theo kiến trúc Nhật Bản và là nơi trưng bày nhiều loại cây bonsai, cây cảnh giá trị. Khu đất này bao gồm hai thửa đất. Thửa thứ nhất có diện tích 4.000 m,
đã được dựng hoàn chỉnh và đặt cây cảnh. Liên kề thửa đất thứ nhất là thửa thứ hai, có diện tích 2.100m, được che chắn khá kín đáo với hàng tôn quây kín bên ngoài, che chắn bức tường rào đang xây bên trong. Thửa đất này do vợ ông Thành đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Những chuyên gia chơi cây cảnh thì với số lượng cây trong vườn như vậy và xét về độ quý hiếm, thì phải đánh giá là vài 10 tỷ đồng trở lên, cho thấy được thú vui chơi quá xa xỉ của bí thư tỉnh ủy Đồng Nai như thế nào. Thứ tư, Bùi Tiến Dũng, Tổng Giám đốc PMU18, nhân vật chính trong vụ tham nhũng PMU18 gây chấn động dư luận Việt Nam trước Đại hội 10 Đảng Cộng sản Việt Nam. Cho tới thời điểm này, theo xác minh ban đầu thì khối tài sản nổi của Bùi Tiến Dũng là 5 ngôi nhà, trong đó ngoài ngôi nhà 5 tầng ở đường Trường Chinh, 4 ngôi nhà còn lại đều đứng tên người khác. Đó là các biệt thự ở 68 Phạm Huy Thông. Đây là tòa biệt thự 5 tầng mặt tiền nhìn ra Hồ Ngọc Khánh với mặt bằng rộng hơn 100m, được xây dựng rất hoành tráng với thiết bị nội thất đắt tiền. Thậm chí chỉ một toilet với bể sục, tắm hơi, massage đã có giá tới hàng trăm triệu đồng mà Bùi Tiến Dũng dùng để tiếp đãi khách thân quen. Số tiền mà Bùi Tiến Dũng đổ vào cờ bạc được xác định là lên tới 7 triệu đô. Cộng toàn bộ số tiền đánh bạc từ 2001 và đánh thông qua 10 đầu mối khác nhau, đây là cách để tránh rủi ro. Trong đó Dũng đã đổ vào đầu mối Bùi Quang Hưng 1,8 triệu đô. Trên đây là những thú vui xa xỉ của quan chức Việt, đến đại gia cũng phải chào thua. Nóng, Công an thành phố Hà Nội bắt khẩn cấp nữ kế toán tham ô số tiền khủng. Quý vị thân mến, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng nhấn mạnh kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh. Chính vì vậy mà thời gian vừa qua lực lượng Công an Nhân dân đã luôn bám sát các chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành và tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân để triển khai đồng bộ, quyết liệt các kế hoạch, biện pháp công tác phòng, chống tham nhũng theo chức năng, nhiệm vụ được giao và đã đạt được rất nhiều các kết quả quan trọng, mang tính chất đột phá, đóng góp xứng đáng vào những thành tích chung của cả nước trong công tác phòng, chống tham nhũng, góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Mới đây, Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt nữ kế toán tham ô 68 tỷ đồng của Bảo hiểm xã hội quận Nam Từ Liêm. Cụ thể, lợi dụng vai trò là kế toán có nhiệm vụ lập chứng từ chi trả tiền bảo hiểm các trường hợp ốm, đau, thai sản, đỗ thương thương đã lập các ủy nhiệm chi khống, tham ô 68 tỷ đồng. Ngày 24 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Thương Thương, 34 tuổi, trú ở phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội về tội tham ô tài sản. Theo điều tra, Thương là kế toán viên Bảo hiểm xã hội quận Nam Từ Liêm được giao nhiệm vụ lập chứng từ chi trả tiền bảo hiểm các trường hợp ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe cho các cá nhân, công ty tham gia bảo hiểm xã hội trên địa bàn quận Nam Từ Liêm. Trong thời gian công tác từ ngày 26 tháng 10 năm 2022 đến ngày 19 tháng 2 năm 2023, lợi dụng những sơ hở trong quá trình phê duyệt chứng từ, chuyển tiền của lãnh đạo Bảo hiểm xã hội quận Nam Từ Liêm, đối tượng đã lập các ủy nhiệm chi khống trên hệ thống phần mềm kế toán tập trung của Bảo hiểm xã hội, thay đổi thông tin người thụ hưởng trên bảng kê chuyển tiền gửi ngân hàng, sau đó chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của các đối tượng là người quen của Thương. Sau khi người quen nhận được tiền, Thương đã yêu cầu chuyển tiền vào các tài khoản cá nhân của Thương để chiếm đoạt, rồi sử dụng vào mục đích cá nhân hết, không có khả năng hoàn trả. Tổng số tiền đối tượng đã chiếm đoạt của Bảo hiểm xã hội quận Nam Từ Liêm ban đầu xác định là hơn 68 tỷ đồng. Đến 26/4, lực lượng Công an thành phố Hà Nội đã bắt giữ được Thương khi đối tượng đang lẩn trốn tại Bình Dương. Vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Vạch trần sự thật những sai phạm khiến Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị bị kỷ luật, con trai nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Quý vị thân mến, ông Nguyễn Thanh Nghị, sinh 1976, là một chính khách Việt Nam. Ông hiện là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13, Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Ông từng làm Bí thư tỉnh ủy Kiên Giang nhiệm kỳ 2015-2020 và là Bí thư tỉnh ủy trẻ nhất nước ở thời điểm được bổ nhiệm 2015. Ông Nguyễn Thanh Nghị là con trai của ông Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong 3 nhiệm kỳ liên tiếp. Trong nhiệm kỳ làm Thủ tướng Chính phủ của ông Nguyễn Tấn Dũng, ngoài việc đưa nền kinh tế đất nước được hội nhập với các nước trong khu vực, thu hút được đầu tư nước ngoài,
tiếp cận được với nguồn vốn ODA. Trong thời kỳ ông làm Thủ tướng Chính phủ, đây cũng là giai đoạn mà tham nhũng, tiêu cực được đẩy lên đến đỉnh điểm với những đại án lớn như cố ý làm trái quy định của pháp luật tại tập đoàn Vinasin, vụ án Trịnh Xuân Thanh hay Đinh La Thăng có liên quan đến Tập đoàn Dầu khí Việt Nam hay Bộ Tài nguyên và Môi trường do có vi phạm trong sự cố môi trường biển Formosa không bị xử lý. Nhưng đến khi Tổng Bí thư lên làm trưởng ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực thì những đại án này mới được đưa ra xét xử một cách công khai, minh bạch. Và có rất nhiều các dự án trọng điểm của quốc gia làm chậm tiến độ, đội vốn, gây nhức nhối trong một thời gian dài như dự án đường sắt đô thị tại thành phố Hà Nội gồm các tuyến Nhổn Ga Hà Nội, Cát Linh Hà Đông, Yên Viên Ngọc Hồi đã đội vốn so với phê duyệt ban đầu lên đến 28.886 tỷ đồng. Tuyến đường sắt đô thị đội vốn nhiều nhất cần phải nhắc đến là tuyến đường sắt đô thị số 1 của thành phố Hồ Chí Minh. Tuyến bến Thành Suối Tiên đã tăng từ 17.000 tỷ lên 47.000 tỷ đồng, mức độ vốn khoảng 30.000 tỷ đồng. Hai tuyến tàu điện ngầm số 2 Bến Thành, Tham Lương, dài 9,2 km, dự án được phê duyệt vào 2010 so với mức đầu tư ban đầu khoảng 26.100 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến nay ước tính mức đầu tư của dự án này vào khoảng 47.000 tỷ đồng, đội vốn 21.000 tỷ đồng. Ông Nguyễn Tấn Dũng cũng đã phát biểu trước hội nghị với trọng trách là Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ. Tôi nghiêm túc nhận trách nhiệm chính trị lớn của người đứng đầu chính phủ và xin thành thật nhận lỗi trước Quốc hội, trước toàn Đảng, toàn dân về tất cả những yếu kém, khuyết điểm của chính phủ trong lãnh đạo, quản lý, điều hành, nhất là những yếu kém, khuyết điểm trong kiểm tra, giám sát hoạt động của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty trong nước. Một số tập đoàn, tổng công ty điển hình là Vinasin, Vinanite sản xuất kinh doanh kém hiệu quả. Có nhiều sai phạm gây tổn thất và hậu quả nghiêm trọng về nhiều mặt, ảnh hưởng lớn đến uy tín và vai trò của kinh tế nhà nước. Và tại thời điểm đó thì chưa có văn hóa từ chức như bây giờ. Nên chúng ta cần thấy rằng văn hóa từ chức theo quy định số 41, quy định của Trung ương ngày 3 tháng 11 năm 2021 của Bộ Chính trị về việc miễn nhiệm. Từ chức đối với cán bộ là một trong những quy định hết sức đúng đắn, tạo ra bước đột phá mới, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong xử lý cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Ông Nguyễn Thanh Nghị còn có em trai là Nguyễn Minh Chiết, hiện nay đang giữ chức vụ Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam. Trước khi đến với lý do kỷ luật ông Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, mời quý vị cùng tìm hiểu về tiểu sử chính trị của ông Nguyễn Thanh Nghị. Nguyễn Thanh Nghị sinh ngày 12 tháng 8 năm 1976, quê ở phường 9, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Tuy vậy, hầu hết thời niên thiếu của ông lại gắn bó với Kiên Giang, nơi cha ông, Nguyễn Tấn Dũng, từng làm bí thư tỉnh ủy. Thời niên thiếu, Nguyễn Thanh Nghị theo học ở Trường Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh 1998, sau khi tốt nghiệp một năm sau được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Bấy giờ, ông Nguyễn Tấn Dũng đang giữ chức Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng kiêm Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2001. Năm 2002, ông là Giám đốc quan hệ khách hàng và quản lý dự án cho tập đoàn Biteco. Năm 2006, ông bảo vệ tiến sĩ ngành kỹ thuật xây dựng dân dụng tại Đại học Washington, Hoa Kỳ. Sau đó, ông trở về Trường Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh để làm công tác giảng dạy. Năm 2008, ông được bổ nhiệm làm Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 11 tháng 11 năm 2011, bằng quyết định số 2011/QĐ-TTg của Thủ tướng do Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký, Thủ tướng Chính phủ đã bổ nhiệm Nguyễn Thanh Nghị giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng phụ trách mảng kiến trúc và quy hoạch. Tháng 3 năm 2014, ông được Bộ Chính trị luân chuyển về tỉnh Kiên Giang làm Phó Bí thư tỉnh ủy. Chiều ngày 28 tháng 3 năm 2014, Hội đồng Nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa 8, nhiệm kỳ 2011-2016, đã tổ chức kỳ họp bất thường lần thứ 11, bầu Nguyễn Thanh Nghị giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang. Sáng ngày 16 tháng 10 năm 2015, Đảng bộ tỉnh Kiên Giang đã khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ 10, nhiệm kỳ 2015-2020 và đã bầu ông Nguyễn Thanh Nghị làm Bí thư tỉnh ủy Kiên Giang. Tại thời điểm được bầu, ông là Bí thư tỉnh ủy trẻ nhất cả nước. Ngày 26 tháng 1 năm 2016, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông được bầu là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12, nhiệm kỳ 2016-2021.
ngày 5 tháng 10 năm 2020, tại quyết định số 1518 QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 tỉnh Kiên Giang, giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng. Sáng ngày 8 tháng 4 năm 2021, tại kỳ họp thứ 11, ông được Quốc hội Việt Nam khóa 14 bầu làm Bộ trưởng Bộ Xây dựng nhiệm kỳ 2016-2021 theo đề nghị của tân Thủ tướng Phạm Minh Chính. Những sai phạm khiến ông Nguyễn Thanh Nghị bị đề nghị kỷ luật. Ông Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, là một trong những bộ trưởng trẻ nhất Việt Nam tại thời điểm được bổ nhiệm. Nhưng cũng dính đến nhiều sai phạm khi còn làm ở cấp cơ sở và những sai phạm này chỉ được đưa ra xử lý khi quyết tâm thực hiện chiến dịch phòng, chống tham nhũng, tiêu cực từ trung ương đến địa phương phát triển mạnh mẽ. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã chỉ ra công tác phát hiện và xử lý tham nhũng được chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả, tạo một bước đột phá trong công tác phòng, chống tham nhũng, khẳng định được quyết tâm rất cao của Đảng và Nhà nước trong phòng, chống tham nhũng không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai và không chịu sức ép của bất kỳ cá nhân nào. Chiều ngày 2 tháng 4 năm 2018, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huấn đã công bố quyết định thanh tra về việc chấp hành pháp luật trong quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai, khoáng sản, môi trường ở tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2011-2017 đã gây thất thoát hơn 2.300 tỷ đồng. Với sai phạm này, Nguyễn Thanh Nghị cùng 7 lãnh đạo tỉnh Kiên Giang đã tiến hành kiểm điểm và xin cùng chịu hình thức kỷ luật rút kinh nghiệm. Trong thời kỳ thanh tra, đặc biệt là giai đoạn 2016-2018, thời kỳ này ông Nghị là lãnh đạo tỉnh Kiên Giang thì Ủy ban Nhân dân huyện Phú Quốc và Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn trực thuộc đã buông lỏng quản lý về đất đai, về trật tự xây dựng đô thị, dẫn tới nhiều tổ chức, cá nhân xây dựng hạ tầng trái phép trên đất nông nghiệp nhằm mục đích phân lô tách thửa đất nông nghiệp với diện tích nhỏ để chuyển nhượng. Kết luận thanh tra cũng chỉ ra rõ việc buông lỏng quản lý về đất đai gây khó khăn trong việc thu hồi đất, bồi thường và giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án đầu tư theo quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Qua kết quả phát hiện và xử lý tham nhũng trong thời gian vừa qua càng chứng tỏ được rằng Đảng và Nhà nước đã thực hiện rất nghiêm tư tưởng chỉ đạo và quan điểm nói đi đôi với làm. Không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai, không chịu sức ép của bất kỳ tổ chức, cá nhân nào. Và thành quả của cuộc chiến chống tham nhũng, tiêu cực đã để lại một dấu ấn rất nổi bật, tạo sự đồng thuận cao ở trong xã hội và củng cố cũng như tăng cường được niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Những quan chức nhận hối lộ và thói ăn chơi xa xỉ chưa từng có ở Việt Nam. Quý vị thân mến, nghĩ đến những thú ăn chơi xa xỉ thì chúng ta sẽ nghĩ ngay đến những đại gia, thiếu gia giàu có. Tuy nhiên, có một số quan chức biến chất tại Việt Nam cũng chẳng kém cạnh những cậu ấm cô chiêu, thiếu gia giàu có về thú ăn chơi xa xỉ. Vậy cụ thể những thú ăn chơi xa đọa đó là gì? Mời quý vị theo dõi ngay sau đây. Thứ nhất, đó là Trung tướng Phan Văn Vĩnh và những cuộc nhậu xa xỉ. Nguyễn Văn Dương khai đã biếu cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh đồng hồ Rolex 7.000 đô và 27 tỷ đồng và biếu cho cựu Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa 22 tỷ đồng và nhiều món quà giá trị khác. Cụ thể, đối tượng này mang rượu và hơn 10 tỷ đến cho Tổng cục Cảnh sát tiếp khách. Trong quá trình điều tra, Nguyễn Văn Dương đã tự thú về việc được hai bị cáo Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa tạo điều kiện cho việc tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet nên có được rất nhiều nguồn thu từ việc làm trên. Dương đã cho Phan Văn Vĩnh một đồng hồ Rolex trị giá 7.000 đô là 27 tỷ đồng, 1 triệu 750.000 đô, một chiếc áo sơ mi, một lọ thuốc bổ gan. Ngoài cho ông Vĩnh, Dương còn khai cho Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm 700 triệu đồng và một phần mềm diệt virus trị giá 30.000 đô. Đối với ông Nguyễn Thanh Hóa, Dương khai đã cho cựu Cục trưởng C52 12 tỷ đồng. Ông Phan Văn Vĩnh thừa nhận những hành vi vi phạm pháp luật trong việc chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho Nguyễn Văn Dương và đồng phạm thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet. Trong thời gian cho C50 hợp tác với công ty CNC của Dương, ông Vĩnh thừa nhận được Dương cho một chiếc áo sơ mi, một lọ thuốc bổ gan, hỗ trợ cho Tổng cục Cảnh sát trong chương trình giao lưu làm từ thiện 1,1 tỷ đồng và một số bữa tiếp khách tại Tổng cục Cảnh sát mà Dương có mặt. Thứ hai, Trịnh Xuân Thanh với những chiếc đồng hồ hàng triệu đô. Trịnh Xuân Thanh không chỉ nổi tiếng, theo một cách nào đó, về những việc ăn tàn phá hại khi ở Tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí PVC, về vụ việc trốn chạy sang Đức và những phát ngôn bất thường chữ tòa. Trong giới doanh nghiệp,
Thanh từ lâu đã khét tiếng với những món đồ, cách ăn chơi xa xỉ của mình. Phó tổng giám đốc một tập đoàn tư nhân thuộc loại hàng đầu ở Việt Nam, trụ sở tại Hà Nội, có quy mô tổng tài sản lên đến hàng tỷ đô. Trong một lần nói chuyện với người viết bài này, khi nhắc tới Trịnh Xuân Thanh cũng phải lắc đầu. Ông này kể, có lần ngồi trong một buổi làm việc với Bộ Công Thương, có mặt của cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng, Thanh, loe tên do nhiều người quen gọi Trịnh Xuân Thanh như vậy do tính hay khoe khoang. Bốc đồng của Thanh, trông thấy mình đeo đồng hồ, chỉ tay bảo, mày đeo cái này, một chiếc Patek Philippe, làm đếch gì? Cái này đưa cho bọn lái xe đeo. Ông này cho biết, ông cảm thấy choáng vì chiếc đồng hồ mình đeo cũng là một sản phẩm rất đắt tiền. Có giá lên đến 78.000 đô tương đương với 1,8 tỷ đồng, là một chiếc đồng hồ ở Việt Nam, IELTS, nó đã thể hiện được đẳng cấp. Nhưng ông còn choáng hơn khi Trịnh Xuân Thanh cởi chiếc đồng hồ của mình cho xem. Đó là chiếc Patek Philippe Cayman Tovi 602G. Đây là phiên bản đặc biệt với vỏ bọc làm từ vàng trắng và những họa tiết điêu khắc, chạm trổ tinh vi hoàn toàn thủ công. Và ở thời điểm Thanh khoe với ông này, 2015, nó đã có giá ở mức 1,7 triệu đô tức là khoảng 39 tỷ đồng, tính theo giá hiện thời. Không chỉ có một chiếc đồng hồ mà giá trị của nó bằng gia tài rất lớn đối với đa số rất nhiều người bình thường khác cộng lại, mà có cả một bộ sưu tập đồng hồ đắt tiền với các hãng khác nhau. Và không chỉ có thú chơi đồng hồ, Thanh luôn đi đầu trong các trò ăn chơi, giải trí khác. Như dân trí đã có rất nhiều bài phản ánh, Thanh có một biệt thự rất đẹp, có giá khoảng 100 tỷ đồng trên đỉnh núi Ba Đảo. Mặc dù ban đầu, về giấy tờ, tòa biệt thự này trên giấy tờ sẽ thuộc về sở hữu của công ty trách nhiệm hữu hạn Mai Phương, do ông Trịnh Xuân Giới, bố đẻ của Thanh, đứng tên chủ tịch, hiện đã bán cho người khác. Nhưng cơ quan cảnh sát điều tra đã kết luận Thanh đã mua biệt thự này bằng tiền Thanh ép buộc thuộc cấp rút ruột dự án PVTech, dự án 7.000 tỷ đồng, bị thua lỗ trong tình trạng gần phá sản. Hiện biệt thự này đã bị phong tỏa mọi giao dịch theo yêu cầu của cơ quan cảnh sát điều tra. Ở chính biệt thự này, người dân Ba Đảo cũng quên gọi tòa nhà dầu khí, hay còn gọi là biệt thự Mai Chi, diễn ra liên miên các cuộc ăn chơi cuối tuần do Thanh tổ chức. Người dân Ba Đảo kể lại, cuối tuần, Thanh thường mời bạn bè, quan chức của Thanh đến lên sân golf Ba Đảo chơi golf cả buổi rồi về biệt thự này ăn nhậu. Một người bạn của Thanh cũng cho biết đã từng tham gia, với món nhậu của Thanh thường quái lạ, đặt là thủy quái sông Đà dạng cá chê, cá ngạch nặng 10-20kg. Cứ cuối tuần, thường có cả đoàn xe biển xanh nối đuôi nhau vào biệt thự nhà ông ấy, một người dân ở thị trấn kể lại với phóng viên dân trí. Ngoài biệt thự trên, Thanh còn có hàng loạt các biệt thự, nhà ở có giá trị khác mà cơ quan cảnh sát điều tra đã kê biên, phong tỏa tài sản, ví dụ như biệt thự của gia đình Trịnh Xuân Thanh ở một khu đô thị lớn Hà Nội, căn hộ ở đường Trần Phú, đường gần bờ biển thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, một xe ô tô Mazda CX-5 và nhiều tài sản lớn khác chưa được công bố. Ngoài tài sản nhà đất, Thanh cũng sở hữu lớn cổ phiếu ở nhiều doanh nghiệp. Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã rà soát, phong tỏa tổng số hơn 50,8 nghìn cổ phiếu do Trịnh Xuân Thanh đứng tên và hơn 17 nghìn cổ phiếu khác do vợ Thanh đứng tên. Với khối tài sản rất lớn như vậy, việc Trịnh Xuân Thanh sở hữu chiếc đồng hồ có giá trị tới gần 40 tỷ đồng cũng là điều dễ hiểu. Thứ ba, ông Trần Đình Thành, cựu bí thư tỉnh Đồng Nai. Ông Trần Đình Thành là cựu bí thư tỉnh Đồng Nai bị cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an bắt giam để điều tra về tội nhận hối lộ liên quan đến vụ án xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai và công ty AIC. Vợ chồng vị cựu bí thư tỉnh ủy này được cho là chủ sở hữu khu đất rộng hàng nghìn mét vuông với ba mặt tiền ngay tại thành phố Biên Hòa. Ông Trần Đình Thành, 67 tuổi, quê ở tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, đại biểu Quốc hội khóa 11, bí thư tỉnh ủy Đồng Nai hơn 2 nhiệm kỳ, từ 2004 đến 2015. Trước khi giữ chức vụ bí thư tỉnh ủy, ông Trần Đình Thành từng giữ chức vụ trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, phó bí thư tỉnh ủy Đồng Nai. Tại Đồng Nai, ông Trần Đình Thành nổi tiếng hơn trong giới cây cảnh. Vợ chồng cựu bí thư tỉnh Đồng Nai sở hữu khu đất rộng hàng ngàn mét vuông với ba mặt tiền ngay tại thành phố Biên Hòa. Bên trong khu vườn rộng lớn này có các công trình xây dựng theo kiến trúc Nhật Bản và là nơi trưng bày nhiều loại cây bonsai, cây cảnh giá trị. Khu đất này bao gồm hai thửa đất, thửa thứ nhất có diện tích 4,3000m, đã được dựng hoàn chỉnh và đặt cây cảnh. Liên kề thửa đất thứ nhất là thửa thứ hai có diện tích 2,1000m,
được che chắn khá kín đáo với hàng tôn quây kín bên ngoài che chắn bức tường rào đang xây bên trong. Thửa đất này do vợ ông Thành đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Những chuyên gia chơi cây cảnh thì với số lượng cây trong vườn như vậy và xét về độ quý hiếm thì phải đánh giá là vài 10 tỷ đồng trở lên. Cho thấy được thú vui chơi quá xa xỉ của bí thư tỉnh ủy Đồng Nai như thế nào. Thứ tư, Bùi Tiến Dũng, Tổng Giám đốc PMU18, nhân vật chính trong vụ tham nhũng PMU18 gây chấn động dư luận Việt Nam trước Đại hội 10 Đảng Cộng sản Việt Nam. Cho tới thời điểm này, theo xác minh ban đầu thì khối tài sản nổi của Bùi Tiến Dũng là 5 ngôi nhà, trong đó, ngoài ngôi nhà 5 tầng ở đường Trường Chinh, 4 ngôi nhà còn lại đều đứng tên người khác. Đó là các biệt thự ở 68 Phạm Huy Thông. Đây là tòa biệt thự 5 tầng, mặt tiền nhìn ra Hồ Ngọc Khánh với mặt bằng rộng hơn 100m, được xây dựng rất hoành tráng với thiết bị nội thất đắt tiền. Thậm chí, chỉ một toilet với bể sục tắm hơi, massage đã có giá tới hàng trăm triệu đồng mà Bùi Tiến Dũng dùng để tiếp đãi khách thân quen. Số tiền mà Bùi Tiến Dũng đổ vào cờ bạc được xác định là lên tới 7 triệu đô, cộng toàn bộ số tiền đánh bạc từ 2001 và đánh thông qua 10 đầu mối khác nhau. Đặc biệt, đây là cách để tránh rủi ro, trong đó Dũng đã đổ vào đầu mối Bùi Quang Hưng 1,8 triệu đô. Trên đây là những thú vui xa xỉ của quan chức Việt, đến đại gia cũng phải chào thua.